Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Nữ. Hôm nay Nữ làm món gỏi thập cẩm. Mình có nửa củ cải loại ngọt. Mình sẽ đem đi gọt vỏ và mình sẽ bào nó ra. Cả nhà có thể bào bằng cái cây bào này hoặc là cắt thành từng miếng mỏng và cắt thành từng sợi dài dài. Trong tủ lạnh còn gì thì mình sẽ làm nấy nha cả nhà. Món gỏi thập cẩm này ăn rất là lạ và cũng không có bị ngán. Loại củ cải này nó rất là ngọt, nó không có bị nồng giống như củ cải trắng của mình. Đã bào xong củ cải, bây giờ mình bào trái xoài ra thành lát mỏng mỏng. Xoài này ở ngoài thì nó cứng, ở bên trong thì nó hơi mềm, nhưng mà không sao. Mình sẽ trộn vào các thứ thì sẽ có cái độ ngọt tự nhiên và ngon hơn. Mình sẽ sắp lại và mình sẽ cắt thành từng sợi ra. Xoài này lúc mình mua về mình thấy ở ngoài nó hơi cứng, nhưng mà khi mình gọt ra thì mình thấy bên trong nó hơi mềm. Nhưng mà không sao, mình sẽ trộn vô các loại thì sẽ ngon hơn. Rồi mình bào xoài xong mình bỏ chung vô cái tô luôn. Mình có nửa củ hành ngọt, mình sẽ cắt thành từng lát mỏng mỏng. Loại hành tây này nó ngọt nha cả nhà, nó không có nồng giống như loại hành tây thường, thích hợp làm các món gỏi, trộn salad đồ ngon lắm cả nhà. Mình sẽ cho vào cái tô luôn. Rồi mình có một mớ cà rốt và một mớ củ sen mình đã gọt sẵn và mình bào sẵn. Củ sen thì mình bào mỏng như vậy nè. Củ sen này nó giòn mà nó rất là ngọt nha cả nhà. Rồi, mình sẽ cắt làm hai ra. Mình bào rất là mỏng luôn á. Rồi mình cho vào luôn. Có 5 loại. Mình có 2 miếng hem nè. Hem còn gọi là thịt xông khói đó cả nhà. Mình sẽ cắt mỏng mỏng ra. Cái loại này thì làm bánh mì sandwich cho các em để cho nó đi học nó ăn đó cả nhà. Bỏ mayonnaise và salad với bánh mì sandwich và mình cho vào chung cái tô luôn. Hem này thì mình đã trụng nước nóng rồi, nó đã chín rồi, nhưng mà mình muốn cho nó nóng hơn thì mình trụng nước nóng. Mình có một nhúm rau thơm thập cẩm, mình sẽ sắc nhỏ nhỏ luôn. Rau thơm ở đây người ta bán mắc lắm cả nhà, tại vì người ta nhập qua đó, cho nên mấy cọng thôi á mà 6 đô luôn á. Mình đợi mùa hè mình trồng mấy cọng mình ăn. Rồi mình cắt rau thơm xong mình cho vào cái tô luôn. Đã xong một tô gỏi có 5-6 loại luôn. Mình có một muỗng nước mắm ngon, mình cho vào cái chén và cho 2 muỗng mật ong tắc vào cái chén nước mắm luôn. Loại mật ong tắc này nó thơm lắm cả nhà. Đồ chua và đồ ngọt vừa phải, có thể làm nước chanh tắc cũng ngon lắm. Mật ong tắc này thích hợp làm các món lẩu hoặc là sốt. Mình cho nửa muỗng tỏi băm và nửa muỗng ớt băm. Và một tí xíu tiêu. Và mình sẽ cho 2 miếng chanh vào cái chén nước mắm luôn. Cái độ tắc của nó ít có chua cho nên mình sẽ cho thêm chanh nha cả nhà. Mình quậy đều lên cho nó tan. Cái độ sệt của nước mắm vừa luôn cả nhà. Rồi mình sẽ sang vào cái tô lớn hơn. Tô trắng này nhỏ quá, trộn không có được. Mình cho nước mắm vào từ từ nha cả nhà. Mình sẽ cho đều lên trên gỏi.
sẽ trộn hỗn hợp lên cho nó hòa quyện với nhau. Một tô gỏi mà có nhiều màu sắc chưa cả nhà, màu vàng của xoài, màu đỏ của cải rốt và màu xanh của củ cải. Củ sen thì giòn, hành tây thì màu trắng ngọt. Một tô gỏi mà có nhiều màu sắc nhìn rất là đẹp như cả nhà, mà chắc ăn cũng ngon nè. Mình sẽ cho gỏi ra cái đĩa. Mình có một mớ hành tây chiên. Hành tây này chiên rất là giòn và ngon lắm cả nhà. Mình mua ở chợ Tây. Và mình sẽ cho một tí đậu phộng nữa. Và còn một mớ nước mắm mình trừ lại, nếu ai ăn đậm hơn thì chan thêm. Đã xong một dĩa gỏi rất là hấp dẫn cả nhà. Và mình mời cả nhà ăn thử gỏi nhé. Gấp hoài nó không dính. Mình mời cả nhà ăn thử món gỏi thập cẩm. Gỏi nó giòn và rất là vừa ăn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian coi hết video của mình nhé. Và hẹn cả nhà video kế tiếp. Nếu cả nhà thấy thích video, cả nhà nhớ ủng hộ đăng ký kênh và bình luận để ủng hộ tinh thần mình nhé. Mình xin cảm ơn ạ.